thế này là tôi muốn hỏi thầy là thầy giảng về tâm bất động, cái khả năng là vô sự, thì con muốn biết là cái là thế này là tâm và ý thức ấy, thì có khác gì nhau không thầy? Cái tâm á nó gồm 6 cái thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, nó 6 mắt, tai mũi miệng thân ý mà, 6 cái nó gồm lại gọi là tâm. Cho nên cái tâm nó gồm có 6 cái biết. Còn bây giờ cái ý thức thì nó có cái của nó. Nó bỏ cái lỗ tai, bỏ mắt ra đi thì nó là ý thức. Bây giờ con đang tư duy suy nghĩ đó là ý thức. Nhưng mà con nhìn thấy cái cây kia thì con mắt nó cộng với cái ý thức con nó mới thấy cái cây kia. Thế nếu mà nó không nhìn ra thì cái ý thức con nó không thấy đâu. Nó không biết cái cây đó màu vàng, màu đỏ, màu đen gì. Cho nên cái tâm là người ta gọi là 6 thức. Cho nên phân biệt cái tâm với cái ý, chứ không khéo mấy con cứ hiểu cái ý với cái tâm là chắc một. Không phải, cái ý nó chỉ có một cái biết ở trong 6 cái biết của nó, mà 6 cái biết nó gồm lại mới gọi là tâm. Như con hiểu thì là khi mà ý thức thả cái mắt mình nhìn một bông hoa hả, thì cái mắt mình nó nhìn bông hoa thì cái ý thức nó sẽ tiếp thu cái hình ảnh đấy, xử lý thì đây có phải là vậy thì bản chất liệu có phải là tâm bất động là chính cái ý thức bất động không? À không phải đâu con. Không phải. Bởi vì con mắt của con nó có cái nhiệm vụ nó nhận ra cái màu sắc của cái bông, nó ghi vào cái tàng thức của con bằng cái con mắt đó, chứ không phải ý thức của con. Ý thức nó làm cái gì khác mà cái con mắt nó làm gì khác, mà cái lỗ tai nó tiếp thu nó làm công việc khác. Con hiểu không? Nhưng mà nó có cái kho chứa con. Con muốn nhớ lại đó, là cái ý thức con nó phải lượt ở trong cái kho này ra. Nhưng mà cái tụi kia nó tiếp thu nó bỏ vô đây. Cho nên vì vậy mà một người tu á, thì người ta luôn luôn á, người ta rất sợ nó phóng. Nó phóng ra, nó tiếp thu, nó bỏ vô. Mà bỏ vô thì bắt đầu cái ý thức này em lượt trong người ta thì em thử nghiệm. Con hiểu không? Cho nên mình phòng hộ mắt tai của miệng thân ý á, không cho nó tiếp thu vô. Và là đặc tư đó. Vậy con hỏi thêm một chút nữa là quan trọng của sách của thầy ạ, thì thầy có giảng là về vấn đề linh hồn ạ. Thì con có duyên là tư rất nhiều nhà ngoại cảm, thì cũng là một cái cuộc gọi là thân thận với nhau. Thì con cũng sẽ rất là hỏi thầy luôn là như thầy nói trong sách ấy, là khi mà con người chết đi, năm ngũ uẩn tan rã ra thì không còn một cái gì nữa. Và thì có nghĩa là cái ý thức hay là cái tâm thức là nó sẽ không còn cái gì nữa, không hết luôn, tất cả chỉ còn lại là từ trường thiện ác và theo theo cái tương ứng thì nó sẽ luân hồi tái sinh và nó đi theo đấy, bản chất nó là cái nghiệp là đúng cái nghiệp và hoàn toàn là không có, nó giống như là mình cái băng ghi hình này nữa. Và nó không còn ý thức, nó không còn chi kiến, nó không còn hiểu biết gì nữa, nó không còn nghĩ. Thế thì con một băn khoăn là con khi con đọc đọc về phần thầy giải thích về tâm minh, thì thực ra thì cái vấn đề này con nghĩ là con hỏi thì nó cũng hơi sớm quá, nhưng mà con nghĩ là khi mà mình muốn biết được cái đích đến để mình quyết tâm như thầy đã chắc chắn, thì con muốn hỏi thầy là với một người tu chứng như thầy thì theo như con biết là lúc đấy là ý thức và tâm thức không hoạt động mà là thức thức hoạt động như thầy. Và nếu thế thì khi mà thầy nhập biết vào thì ngũ ẩn cũng tan ra, thì lúc đấy thì có nghĩa là thầy cũng là một từ trường nhưng mà là từ trường toàn diện, nên nó sẽ không còn cái môi trường tương ứng với môi trường của loài người hay như nào nữa để tái sinh. Dạ, nhưng mà con rất thắc mắc là nếu thế thì lúc đấy thì cái thức thức của thầy còn nghe, còn biết, còn hiểu được không, hay là nó chỉ là một từ trường vô chi vô giác? Ở đây tâm cách bây giờ thầy sẽ nói chung cho con nghe đây qua cái câu hỏi của con để biết tâm thân của chúng ta. Đức Phật đã có cho chúng ta biết nó không có ba cái thức. Cái ý thức của con là nó nằm ở trong cái nhóm gọi là 6 cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nó thuộc về thân của con. Rồi kế đó nó có cái tưởng thức nữa, gọi là tưởng quẩn đó. Tưởng thức, cái biết bằng tưởng. Còn một cái thức quẩn nữa, cái cuối cùng đó, cái này dành riêng để cho những người mà người ta tu chính, cái thức đó là gọi là thầy tâm minh. Bây giờ một cái người mà tu chính rồi đó, họ sẽ bỏ cái thân này, họ sẽ ở đâu? Thì họ, bây giờ mấy con thấy thầy nói cái tâm bất động,
là chưa thật. Tại vì thân tâm chúng ta nó có cái biết, chúng ta thấy nó không có khởi niệm này niệm kia, nó bất động. Vậy thì mình nhìn trong không gian mình cũng thấy có sự bất động tương đồng chứ đó. Còn ai trong không gian còn thấy nó có sự bất động. Bây giờ cây không có lung lay, gió không có thổi cây, mây không có bay, tất cả đều bất động. Thì cái sự bất động đó sẽ tương đồng với cái sự nhận qua cái tâm thầy không la sao không gì hết. Tức là thầy nhận cái vũ trụ bất động chứ đâu phải thầy nhận thầy bất động. Cho nên thầy chết rồi nó đâu có mất. Cái vũ trụ đó làm sao ai mà làm cho nó hoại diệt. Còn hiểu chỗ thầy muốn nói chưa? Ở đây nhờ cái thân và ba cái thức của thầy, nó nhận xét cái thân của nó không niệm này, niệm kia, niệm nọ. Có phải không? Cho nên nó mới biết bất động. Nó cho rằng cái thân tâm nó bất động. Chứ sự thật ra cái vũ trụ bất động, chứ không phải là thân tâm nó bất động đâu. Nhưng mà vì nó phải đi vào cái chỗ cái ý thức của nó để nó biết cách để cho cái thân tâm của nó đừng có khởi niệm, để nó hòa hợp với cái sự bất động của vũ trụ. Nó bắt đầu bây giờ đó, tâm của thầy cái dài bảy ngày đêm ở chỗ bất động, nó sẽ hòa hợp được vũ trụ. Cho nên nó có cái lực, nó bốn cái lực như thần của nó, tứ thần túc mà. Chứ không ai mà tu luyện cái đó được hết. Cũng có cái tâm bất động. Cái ý thức và tưởng thức của con là nó sẽ thuộc về não bộ đúng không? Và khi ví dụ như là mình đang ý là tâm bất động hay là an lạc, thì là cái ý thức là cái quan sát cái tâm đúng không? Cái tâm. Dạ. Có nghĩa là lúc đấy là mình là ý thức, mình sẽ dương vào hơi thở là giống như ngón tay để dạy không ạ? Nhìn vào cái tâm là mặt trăng đúng không? Mình sẽ thấy cái tâm bất động. Thế thì với những người mà ví dụ như là tu chưa chứng thì hoàn toàn là ý thức nó chỉ, có nghĩa là ý thức và tưởng thức nó tồn tại khi mà thân mình còn sống, não bộ còn hoạt động. Thế vậy thì ý con hỏi là với những người mà chưa tu chứng thì khi chết rồi thì là hết đúng không? Hết bản chất là hết. Bởi vì thế mới không có linh hồn. Và cái lưu trường đấy nó chỉ là cái nghiệp thôi, nó giống như là cái kho lưu trữ. Nó sẽ luân hồi. Thế thì ý con hỏi là với người tu chứng như này, khi mà thầy nhập vào niết bàn thì cái lưu trường của thầy nó giống như thầy đang sống thì nói chuyện với mọi người, thầy nó vẫn còn tư duy, vẫn còn hiểu biết, hay nó cũng chỉ là một từ trường và cũng vô tri vô giác nhưng mà nó tản hiện rồi. Ý con hỏi như thế. Bây giờ thầy nói như thế nào? Con muốn hỏi gì cái từ trường, thầy mới đem cái từ trường của thầy. Tại sao một người tu chứng lại dùng cái tuệ tâm của mình quan sát thấy được Đức Phật trong những cái ngày mà đi tu, rồi trong khi mà thành đạo, rồi trong khi đi giảng đạo, gặp những hoài đạo như thế nào? Tại sao người ta thấy được cái đó? Đâu phải ông Phật cũng chết mất rồi. Vậy thì cái đó là cái gì? Từ trường. Nó còn lưu lại trong không gian. Con hiểu không? Cái âm thanh, cái lời nói của Đức Phật nó cũng còn ghi trong đó. Đó là từ trường. Con hiểu không? Nhưng mà từ trường đó không phải là linh hồn. Cái âm thanh, cái lời nói, cái hình dáng, tất cả mọi cái này hoàn toàn nó không có cái biết ở trong đó. Biết cái từ trường mà làm sao biết đó. Còn cái nghiệp, cái hành động mà nó không có cái từ trường đó, thì những cái hành động đó nó trở thành cái lực của nó, thì nó đi tái sanh, nhưng cái từ trường nó vẫn còn. Chứ không phải cái từ trường nó đi tái sanh, mà từ trường nó còn, mà cái nghiệp lực của cái từ trường mà chúng ta, ví dụ bây giờ thầy đưa cánh tay thì cú một cú vậy thì nó sẽ lưu lại cái từ trường của cái cánh tay thầy cứu. Nhưng mà cái hành động ác của nghiệp ác của thầy cứu cái đầu người ta đó, cái hành động ác đó là cái nghiệp làm cho người ta đau khổ mà. Cho nên vì vậy nó tương ứng với cái ác pháp nó sinh ra làm một con vật hoặc là một con người. Cho nên trong khi mấy con sống là mấy con chữ người ta, coi chừng mấy con đã sinh ra cái người dữ tợn đó, không có vừa. Nhưng mấy con dùng cái lời nói ôn tồn nhã nhặn, an ủi giúp đỡ một người nào đó thì nó sinh ra người thiện đó. Một con người, bởi vì nó thuộc về luật nhân quả, một con người không phải sanh ra con người, nó đâu phải linh hồn mà sinh một người. Nó sẽ nhiều người lắm mà. Cái chuyện linh hồn là không có, con cũng đồng ý với ý kiến đấy. Và con từ khi con đọc cái sách này, con rất là tự tin khi mà con ngồi nói chuyện với các nhà quán cảm ác vong thì con không cảm giác đấy là một linh hồn tồn tại, mà con cũng hiểu đấy là các âm thanh sắc tướng nó còn lưu trong không gian, họ nhập vào người đúng không? Và mình nói chuyện là thực ra là nói với quá khứ giao kết với cái tưởng thức của người đang nói chuyện với mình. Thế nhưng mà cái điều con băn khoăn là nếu như bây giờ con quyết tâm con tu, và con cũng, bởi vì con nghĩ là tu không phải là dễ dàng, mà cũng
cũng rất là khó để mà thành công, bởi vì như con nhìn thấy là biết bao nhiêu nhà tu hành cũng không thành công, mà ngay như khi thầy pháp của thầy đưa ra con thấy rất là khác lạ, nhưng mà cũng không phải là cái kết quả nó quá là cay. Thì con nghĩ là nếu như mà mình đã quyết tâm tu thì điều đấy chắc chắn là không dễ dàng, dù rằng là cuộc đời này nó sẽ ý nghĩa rất là nhiều. Thế thì con muốn biết là cái đích đến, nếu như mà chỉ tu mà nhập vào niết bàn, nếu như thầy bỏ thân ngũ quả này đi, thầy nhập vào niết bàn, thì vì thầy là người toàn thiện tâm bất động, cho nên là cái nghiệp lực của thầy nó là nghiệp lực toàn thiện, đúng không? Thì nó sẽ không còn tương ứng để nó tái sinh nữa. Vậy thì thầy còn cái gì? Bây giờ thầy nói cho biết. Dạ. Trong khi mà cái tâm thầy nó hoàn toàn nó bất động á, thì nó sẽ còn tứ thần tốt của thầy. Cho nên thầy ở trong trạng thái bất động của vũ trụ, thầy muốn có cái hình ảnh của thầy ấy, thì thầy sẽ hợp duyên cái nó thành ra cái hình ảnh của thầy liền tức khắc. Cái dễ dàng tứ thần tốt này vũ lý tốt mà. Nếu thầy có à, mà thầy muốn trẻ nó trẻ, nó già muốn cỡ nào nó ra cỡ, muốn người lúc nào nó ra lúc đấy. Đấy thì đấy cái kém ạ. Thầy trả lời cho là con cái băn khoăn của rất là lâu, vì con đọc sách của thầy rất kỹ và con cũng hỏi rất nhiều các anh chị em cũng nghiên cứu về sách của thầy, nhưng không ai trả lời chắc chắn được là có hay không. Bởi vì theo như con hiểu là với những người mà chưa tu chứng, chưa triển khai trí tuệ cao minh, thì khi mà não mình mà mất đi thân hoại diệt thì hoàn toàn là không còn điều khiển được nữa, vì mình ý thức mình còn đâu mà mình điều khiển, vì mình bình thường mình đang hoạt động đây là do ý thức mình điều khiển, mình hiểu biết thầy học. Thế thì như vậy là khi mà với người tu chứng thì lúc đấy cái trí tuệ của tâm minh nó sẽ do tứ thần thức điều khiển, do cái não bộ của mình nó điều khiển, thành ra mình chủ động được cái này hết. Thế vậy như vậy là tu chứng là bất tử không? Bất tử, gọi là bất tử rồi. Nó ở trong cái trạng thái không ai làm động nó được, cái gì bất động mà. Thì trong bất động đó nó có tứ thần tốt, chứ đâu phải nó mất tiêu luôn, nó ở bất động không hơi luôn đâu. Không phải. Bởi vì là khi mà thầy nhập vào và tứ thiền thì thầy đâu còn thở đúng không? Đúng, không thở. Thì lúc đấy là cái thân mình đâu có hoạt động đâu thầy. Cái thân hoàn toàn nó nằm đó. Nhưng mà sự thật nó ở trong thiền á, thì nó lại có cái trạng thái của tứ thiền, nó nghĩ là ghê gối lắm rồi. Rồi bắt đầu bây giờ đó, mình mới dùng câu tác ý, mình xuất ra khỏi cái trạng thái của tứ thiền, mình mới trở về cái trạng thái bất động tâm của tứ niệm xứ. Cái trở về với cái gốc của nó tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ thì khi mà tu mình thành tựu được mà tứ thần túc thì nó ở trên cái tâm của mình, nó phải ở trên tứ niệm xứ, tâm bất động không. Cho nên vì vậy đó, thì mình khi mà có tứ thần túc thì mình dùng ý túc đó, mình muốn vào cái chỗ nào là nó vào chỗ đấy, muốn nhập định nào nó nhập định đấy, chứ không phải ngồi thiền nhập định nhập được. Cho nên nó tu đến cái chỗ mà tứ niệm xứ này nó giữ cái tâm bất động, như bây giờ thầy nhắc mấy con giữ tâm bất động nó sẽ kéo dài 7 ngày đêm, tức là nó ở trong tứ niệm xứ đó mấy con. Trên thân quán thân á, tự nói chứ còn mình, trên thân quán thân mà như các sư các thầy mà dạy là dùng để mà tập trung nhìn cái thân của mình, biết hơi thở ra vô mà nhìn từ dưới chân lên đầu, đó là bị ức chế sai. Để tự động của nó, tâm bất động của nó thì nó phải quay vô thân, nó định trên thân nó. Nó định trên thân thì nó phải biết thân nó, thì đó mới chính là trên thân quán thân. Nó phải hiểu vậy nó mới đúng tứ niệm xứ. Mà khi kéo dài 7 ngày đêm á, thì nó mới có đủ tứ thần túc, 4 cái lực như thật. Dạ, thế này, như vậy thì khi mà con lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì là con vẫn đang lại một từ trường sống, một từ trường rằng. Nhưng mà bởi vì là Đức Phật cũng như thầy là tâm bất động nên và cho là nhân quả, nên là ví dụ mình làm điều tốt thì mình sẽ được hưởng điều tốt, đúng không? Đó, bởi vì là điều xấu là mình phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, đúng rồi. Mình cũng không xin cho được cái này cầm xin được. Thế còn thưa thầy là với những theo quan điểm của những nhà mặc cảm họ giải thích thì với những người mà tu tiên thì họ cũng không luân hồi thì đấy có đúng không? Hay là chỉ những người khi mà tâm bất động toàn diện vô nhiễm thì mới bất tử thôi, và những người mà tu tiên ví dụ như là theo như đạo lão phải thích là tiên rồi chúa thì đấy có đúng không? Hay là họ vẫn phải chịu luân hồi như nó cũng như là sau khi tu tập về cái phương pháp đó nó tạo cho họ có cái phước báo của họ, phước hữu lậu. Cho nên họ hưởng hết phước hữu lậu, họ trở về với cái tâm thần tu, bởi vì họ không nhắm vào cái chỗ ly dục lắm mà họ nhắm vào chỗ thần thông. Cho nên vì vậy mà họ rèn luyện, họ niệm bùa niệm chú, hoặc là họ đặt cái niềm tin vào cái nơi nào đó để mà họ rèn luyện cái tưởng thức của họ.
cho nên cái cảnh giới đó sẽ hiện ra, thì trong khi đó cái phước của họ mà nó hết rồi thì cảnh giới nó tan biến mất, họ trở về với cái tâm trạng của nghiệp lực của hoàng vu, tâm chưa lìa nữa thì họ cũng trở thành hoàng vu. Có nghĩa là họ vẫn chịu luân hồi. À, họ chịu luân hồi. Không có việc thoát khỏi quy luật nhân. Không có thoát khỏi quy luật luân hồi. Đấy, con có đọc sách của thầy, con có một điều này băn khoăn nữa là thầy nói về cái vấn đề là khi chết thì tưởng thức vẫn tiếp tục tu hành, là với những người mà tu tưởng hay như nào? À, bây giờ nó con dùng ý thức con tác ý phải không? Mà bây giờ cái nghiệp của con đó, nó, cái thân của con đó, nó đã hết rồi, nó hết rồi, nó chết. Cho nên người ở trong gia đình á, nó nằm đó nó giống như người ngủ á, người trong gia đình không có được chôn. Thấy nó chết rồi, nó chôn á, thì nguy hiểm á. Bởi vì biết nó đã tu pháp cho thầy, cho nên thầy căn dặn cho nó. Nó nằm đó, nó ngủ, chứ cái tưởng nó đang tu ở trên cái pháp đó. Bây giờ cái ý thức nó bị dừng rồi. Bởi vì cái bộ não của con là nó ý thức, phải không? Mà giờ nó chết á, tức là nó dừng. Nhưng mà cái tưởng thức nó bắt đầu nó tu á, thì cái thân con nó không thể dưới đâu. À, cho nên nó thấy nó nằm đó như nó ngủ. Nhưng mà nó ngủ là giống như người chim bao vậy không? Con hiểu không? Cái tưởng nó hoạt động là giống như người chim bao. À, con thấy con ngủ á, con chim bao á, là tại cái ý thức con nó dừng. Cho nên cái tưởng nó hoạt động. Nó chế đó. Còn cái kia ý thức á, nó do cái thân của con á, nó dừng. Thân nó chết nó dừng. Nhưng mà cái tưởng thức á, nó hoạt động. Thì cái thân con nó không ngồi túi, không sợ. Còn cứ để đó đi. Như vậy là với người đang tu pháp của thầy không? Đang tu pháp. Nhưng mà thật ra những người bình thường khi chết đi rồi thì lập tức tan rã hết rồi. Tan rã hết rồi. Thì để người đang tu pháp của mình là nếu mà ý thức bị mất chẳng hạn thì tưởng nó tiếp tục tu. Để cho cái người đó tiếp tục tu, để cho họ giữ được cái thân bất động. Cuối cùng thì họ bỏ thân họ vào nước này. Con hỏi đi đâu? Thế mình không có nói cái gì mà qua cái chức năng của tam minh, tức là nó còn vượt qua cái thân rồi, nó vượt qua thân hết, tất cả các thân nó bắt đầu tu tập thì nó dụng ý thức, nó dụng cái thân nó tu. Nhưng mà khi mà nó đủ rồi, nó làm chủ được thân tâm đó rồi, cho nên nó vượt qua cái thân nó, nó không còn bị làm chủ nó được nữa. Ghê mà. Nãy còn sáng rồi. Thầy nói là như vậy thì con lại có một cái điều hơn không? Rồi con cứ là như vậy thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói đúng không thầy? Vì thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ có giảng là từ có mà không, từ không mà có. Thì bởi vì trước đây con nghĩ là hết là hết, cho nên thầy con nghĩ là Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói sai. Nhưng mà nếu như vậy thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói đúng thế này. Như vậy là khi chết đi với những người tu chứng là vẫn còn là chân tâm, thì như thầy Hòa Thượng Thích Thanh Từ gọi là chân tâm, thì có đúng không thầy? Hay không đúng. Đúng. Cái này khó là cái chỗ bất động chứ không phải chân tâm. Chân tâm với tâm minh khác không? Khác không? Khác. Chân tâm nghĩa gì? Bởi vì cái chân tâm là cái biết nó còn hoài hoài. Còn những cái chân tâm là cái biết, khi mà cái người đã chết rồi, cái chân tâm nó vẫn còn. Còn này không phải đâu. Bởi vì nó tu tập nó do nhờ cái ý thức, cái thân tâm của nó, cái thân của nó, cái tâm của nó tu, nó có tướng thần túc. Cái tướng thần túc nó còn. Cho nên nó điều khiển cả bộ, chứ không phải là cái tâm nữa. Cho nên Hòa Thượng nói về thiền tâm, chứ không thể mà nói về cái pháp Phật được. Như vậy là về bản chất là tu thiền với những người như chúng con là theo được ý thức đúng không? Họ làm cứ theo ý thức. Ý thức làm chủ. Ý thức làm chủ. Và ý thức mình có việc đó. Có nghĩa là theo như con trước mà con tập theo Hòa Thượng từ thì con hiểu là về vì sao khi con đọc các thầy là con hiểu là cái ức chế của bên thiền tông nó là cái ức chế ý thức của mình, ức chế ý thức làm ý thức nó bị tê liệt, nó về không. Thế còn của mình là ý thức phải làm chủ, ý thức làm chủ và ý thức sẽ lúc đấy sẽ quan sát cái ông tâm. Và cái ông tâm là ông tâm bất động hay khả năng làm có sự đó. Và mình lúc đầu là mình quan sát và về sau là mình tận hưởng nó đúng không? Đúng rồi, về sau đó cái đó nó trở thành tướng thần túc con đó. Là mình tận hưởng cái tâm, mình sống trong cái tâm thanh thản là vô sự. Lúc đầu mình quan sát, mình theo hơi thở. Cái sức tỉnh thức của mình hoàn toàn nó ý thức của nó, cái tỉnh thức nó bắt đầu nó nhìn cái tâm niệm của nó không có việc, nó nhìn nó hiểu cái tâm thiện tâm ác của nó, nó xả bằng cái nó ly những cái tâm ác nó, và cuối cùng thì nó còn hiện thì nó bắt đầu. Dạ thưa thầy, thế thì ví dụ như con mà lập gia đình rồi thì liệu có tu được không? Được chứ con.
Cái đâu phải không con? Bởi vì khi mà con lập gia đình, bổn phận của con làm hết bổn phận, nhưng mà con còn có những từ giờ con có thể lo cho con có thể tu được. Và đồng thời trong gia đình con là cái đối tượng để con xả tâm, nó có cái đối tượng ra bây giờ vợ mình nói gì đó mình xả tâm mình thấy thản nhiên, là đó là giải thoát cái tôi. Như vậy là cư sĩ nó có thể là cư sĩ vẫn có thể tu được, nhưng mà cái duyên mà mình tu mà tâm mình xả nó bất động trước những cái pháp trong gia đình của mình, nói gì nói mình thản nhiên vui vẻ mà không buồn phiền hết, lại là những người thân ở trong gia đình mình nó thuyết phục cái phước của cái sự tu tập cái tâm đó đó, nó thuyết phục được thì cái người vợ hoặc là cái người cha mẹ của mình họ thấy mày tu thôi bộ được quá được, thôi mày đi tu cho rồi đi đuổi mình đi thì đó là cái duyên nó tốt rồi, chứ mình khỏi cần sinh con, mình khỏi cần trốn đi đâu, tự họ đuổi mình đi à. Vợ con nó tôi thấy anh lúc này coi bộ anh không biết giận hờn ai hết, nói vậy mà anh không giận, thôi anh đi tu đi cho rồi đi. Thôi vô chứ con giận mà chắc ba không đuổi đâu. Thế này là thầy dùng trí tuệ là tăng minh quan sát, thì thầy thấy tất cả anh chị em hôm nay vào thăm thầy là bây giờ có ai tương lai có thể được như này. Mấy con nhớ rằng thầy không bói khoa cho mấy con, nhưng mà thầy tin rằng những người có duyên mà gặp thầy hôm nay đó thì ngày mai sẽ có người chứng. Có nhiều người trong mấy con, có nhiều người có ý chí, thầy nói cần tôi cần ý chí của mấy con, có ý là mấy ý chí của mấy con sẽ đạt được đạo. Nó đâu phải khó đâu, mấy con quyết tâm là mấy con sẽ lần được mấy con. Bây giờ đi với nhau đoàn cứ mai mốt đi mình tôi không phải xấu đâu nha, dẫn đi mấy người đông quá tôi thành ra tôi không được, nhất định là tôi ở lại, mấy anh cứ về tôi ở lại, nỗ lực đời cho nên là người khó nó dễ đâu, công ơn cha mẹ sinh thành đâu phải mà trả ơn mà thường được, nên vì tôi quyết tâm tôi tu để tôi độ cha mẹ tôi là những người cực khổ với tôi đó đã, mà con tu chính rồi để con về con dạy người con nói sao người cũng nghe, để cái duyên nhân quả cha mẹ mình nhân quả nó cái tình của nó thấm đế lắm đấy mà, cho nên mình tu rồi mình có cái duyên thuyết phục mình nói là cha mẹ mình nghe liền, hồi đó xin đi tu chứ không cho, còn bây giờ tu được rồi về nói bảo sao rồi nghe vậy hết. Cho nên thầy nói như thế này, hồi thầy đi tu mẹ thầy đâu có cho, không có cho đi tu, rồi thầy tha thiết thầy nói cùng thì bà cho đi chứ bà khổ. Thầy ta biết vậy, nhưng mà khi mà tu mà xong rồi về thì nói thầy viết cho bà một cặp sách, mẹ đọc cái này đi rồi mẹ tu đi, rồi cái gì mà không được thì con dạy cho mẹ, bà làm hết. Cái hồi đó mà nó bảo bà tu mới được cái dễ rồi. Nó từ cái chỗ mà mình thuyết phục được là cái duyên mình tu rồi. Còn hồi mình chưa tu xong mình nói làm như nó có cái thị trường nó nghịch nha, nó chắn nha, không có cho mình đi tu nữa chứ ở. Còn tu xong rồi bảo sao mà tu vậy. Cho nên cái tập sức tập dở một mỏng nghề thì ghi phải tu cái gì mẹ, phải tu cái gì gì. Cái đó là một kỷ niệm của thầy giúp mẹ. Cho nên khi mà thầy nói như thế này là mẹ thầy chết rất là an đó con. Bà nói không phải bệnh đau trầm trọng gì, bà nói bữa nay đó chắc có lẽ là bà cứ đi hết rồi, thôi mấy con ở lại bà, là nói vậy thôi. Thì mấy đứa kia nó chưa tu nó khóc quá à. Còn thầy nói mẹ nói vậy nó khóc cái gì, chết ai cũng chết mà khóc. Do đó bao nhiêu anh em người này kia nít sinh không khóc, thầy nói khóc nó làm cho mẹ động tâm là chết rồi. Mà mọi người đều nghe thầy hết rồi, thì thầy chôn cất cách nào đều nghe thầy hết, không có làm đám, không có biết thầy tụng kinh rồi cầu siêu rồi dẹp hết. Sáng mà tối chết thì sáng chôn, mà chiều sáng chết thì chiều chôn, chiều chết thì sáng chôn, có vậy thôi. Thẩm niệm theo cái kiểu của thầy không có bó cột như đoàn bánh tét chứ không nó cột cứng. Cho nên thầy những cái do đó mà thầy mới thấy là người ta không có hiểu, cho nên mỗi lần mà người ta thẩm niệm thì người ta theo dân công họ hai những cái sách mà dạy về tan, thì do đó nó đại niệm tiểu niệm rồi này kia. Nhưng mà sự thật ra đại niệm nó mãi sự dây nó cột rồi đó, tôi như đoàn bánh tét cái thân của mình
à, nó quấn giải rồi, nó mặc quần áo quấn giải rồi, nó khột lại, cứng ngắc. À, nó khột nha, như cái đoạn bánh đế này nó khiên bỏ vô trong quan tài. Không, còn tiểu liệm thì nó thắt cổ chỗ này ngược, chỗ bụng ngược, chân ngược, nó trói hai chân, nó trói cái đầu. Đó là ba, gọi là tiểu liệm, còn đại liệm nó bãi. Cho nên thầy dẹp mai cái này hết. Nghe thầy nhớ rồi đó, trong gia đình anh em đó, cái người con trưởng thì ở chỗ cái đầu, người con út ở chân, còn mấy đứa con kia thì ở hai bên hông. Cứ như mẹ bỏ vô trong quan tài, ở quan tài mình trải cái tấm vải, rồi mình phủ 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 bên mặt, phủ bên trái, xong rồi thì chân rồi đầu phủ lại, rồi không có bỏ rơm bỏ rác gì hết. Chứ họ cột rơm cột rác họ sợ nó ngồi dậy hay sao vậy. Thầy thì xong rồi thì bắt đầu bây giờ đó anh em mình khiêng mẹ đi chơi, không có nhờ ai hết. Thế này là ví dụ con nghe cái nhà mà cảm nói chuyện trong vòng 49 ngày mà chết thì bản thân cái thân nó chưa tan ra thì cái tưởng thức nó hoạt động như thế nào? À, cái thân chưa tan thì cái tưởng thức nó còn hoạt động. Thì con thấy là ví dụ như là gọi lên nói chuyện đúng người chẳng lắm á. Ừ. Không thể không tin được là cái thì tưởng thức nó còn hoạt động. Khi mà nó tan hết ra rồi thì thế là hết. Hết rồi, nó tan hết rồi. Nhưng mà khi mà nó còn thì con rờ vào cái ngực nó ấm, hoặc con rờ dưới bàn chân nó ấm là nó còn, cái tưởng thức nó còn hoạt động. Còn nó đi rờ tất cả thân nó lạnh hết là cái tưởng thức nó hết hoạt động. Tức là nó hết chim bao rồi, mà nó còn ấm một chỗ nào đó thì nó còn chim bao. Nó đang nằm chim bao. À, thì mấy con hôm nay nghe những cái điều mà ở giờ chưa có nghe, bữa nào mà có cái người nào mà xuống mình chết mình rợn mình rợn thử luôn. À, mấy con sợ mà thấy người ta chết nằm không dám lại rợn. Có nhiều đứa sợ mấy con không dám dở mặt coi nữa chứ đừng nhớ. Không sợ. Đúng rồi, mấy con sợ ma. Ma tỏ đâu mà sợ chết rồi, đâu có linh hồn đâu mà ma. Hôm nay là con mời cái chị Bạch Cảm để đến đây thăm thầy. Nhưng mà sau khi mà con gửi cái bài thì biết không có linh hồn là chị cũng không đến. Rất là tiếc đấy, vì là chị cũng là một trong những nhà ngoại cảm số 1 Việt Nam đấy. Đúng rồi, gặp sách thầy mình các nhà ngoại cảm thì tôi mấy cô mà ngoại cảm, mấy nhà ngoại cảm đều dùng cái gì thầy biết hết. Nhưng mà thầy như này, con nghĩ là với chị Hoài con chơi thì rất là thân. Nhưng mà con thấy chị, cái động cơ của chị khá là cái cả. Bởi vì thứ nhất là chị không giải thích được hiện tượng của chị. Con là người đang đọc cái tự truyện của chị. Và cái việc chị đi học được các nhà tâm linh cũng là con không giải thích được cái bản dư như là các vị thầy tâm linh của chị là toàn là như là cụ mà không chất này, chị kiêm này. Về dạy chị và sau khi dạy một cái khóa học khoảng 30 ngày thì bắt đầu chị mới có khả năng. Và hoàn toàn không bị bệnh tật, không bị chó dại cắn hay là gì. Thế mà đến bây giờ thì chị cũng bản thân là chị cũng đang là cái người tìm hiểu về cái này. Chị cũng không thể giải thích được chứ không ngờ là cái tưởng nó giao cảm với những cái nhà đó. Khi mà con gửi cái bài của thầy thì chị bảo là thực ra thì biết là thầy cũng hơi oan ức cho nhà ngoại cảm, bởi vì thầy biết là vô đạo đức. Thế thì chị bảo là, nhưng là động cơ của chị là chỉ có hai nhiệm vụ thôi. Thứ nhất là ác vọng, là những cái người âm nói chuyện với người nhà. Thì thực ra là con đã đi gặp một số nhà thì khi mà dự như là có những người bố người mẹ đã chết rồi thì thực ra lúc đấy là con theo con hiểu là cái từ trường âm thanh của họ còn lưu lại, đúng không? Nói chuyện, nhưng mà nói chung là người rất là xúc động. Và người ta cũng nói là những cái việc quá khứ. Thế còn cái việc thứ hai là chị là chuyên đi tìm mộ thì chị cái này là liệu như thế thì với những người nhà ngoại cảm mà mình khuyên họ là sử dụng cái khả năng của chị và cái việc là dự báo thì là cũng không phải là vẫn là có đạo đức của mình. Có cái bài sao không? Bây giờ đi tìm hài có điều sĩ là tốt. Bởi vì cái khả năng của mình có qua cái tưởng của mình rồi thì mình sử dụng cái đó để mình giúp cho người khác đi đó tốt chứ sao? Đừng có sử dụng cái đó mà để kiếm tiền chụp lại kiếm tiền thì không được. Mai người khác cái đó không tốt. Thế còn ví dụ như là chị là nhìn thấy người âm nói chuyện rất là bình thường thì như thế là thực ra là cái tưởng chị nó cái tưởng nó bắt những cái âm thanh, cái từ trường đó nó biến hiện ra như cái linh hồn gì đó nhỉ cho cô đó để nói chuyện với mình. Chứ không có gì hết. Bởi vì nó giống như khi nó bắt gặp cái từ đường nó giao tiếp thì nó giao tiếp qua một cái hình ảnh của một cái người đó nhập, coi như linh hồn của người đó nhập
nói lại những chuyện gì, chuyện gì xảy ra đều đúng không sao. Là vì là những cái dự án hình sự này là công an mà kiểu không phá được là chị đi gọi những người chết này thì toàn bộ cái trước của người chết là rồi lại không nói lại hết đến lúc chết rồi thì không nói được thế thì cũng khá là rất nhiều. Thì nếu mà các nhà ngoại cảm mà sử dụng cái khả năng của họ vào những mục đích dự báo như thế thì là có đạo đức như thế này. Bởi vì thế còn bây giờ nó thật sự là phải làm cái chuyện là tích chung thì có như đi tìm hải cốt dùng cái đó được thì mình tìm những cái gì là ít tạo mình dự báo những cái gì cho con được. Còn nếu mà quyết đại mê tín lên thì là vô đạo đức, thì vô đạo đức làm cho gây hoang mang tham mê tín thì không được. Như mình biết rằng thầy đã nói đó là những cái từ trường âm thanh ghi lại mà mình bắt qua cái tưởng của mình giống như cái linh hồn mình nhập thì mình nên rằng nghĩ rằng không thể người chết không có linh hồn, mình phải hiểu. Cho nên vì vậy không phải cái cõi âm về nhập mình, cái thằng khéo mình sử dụng cái thế giới siêu hình cái cõi âm đó, thì bắt buộc người ta phải tin theo, mà tin theo thì biến người ta thành mê tín cúng bái thờ phượng hay chút nào đó. Vậy là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì sau Đức Phật là có bao nhiêu người chứng tha? Nói chung là một số người chính qua lắm cũng đông lắm chưa? Thời Đức Phật chính qua lắm tâm bất động thanh thản là bây giờ là chính qua lắm rồi vô lậu chính tâm vô lậu. Do đó có một số người họ xin Đức Phật nhập về trước, còn một số người thì sau khi Đức Phật đi rồi thì tùy duyên họ đều tránh né, thấy họ không có đủ duyên để dạy. Thậm chí như sau này còn có những bậc A La Hán người ta thừa kế, nhưng mà ở bên Ấn Độ người ta cái Hồi giáo phá cái tượng Phật, họ cũng cái đó là duyên. Duyên. Như con đọc thầy có thấy với gọi là cách đọc của một người gọi là nhà nghiên cứu thì con thấy thầy nói rất là đúng và không thể hợp lý hơn được nữa. Nghĩa là thầy hoàn toàn dựa vào tạng kinh Pali là cái tạng kinh mà các nhà khoa học họ đã chứng minh là gần đúng cái lời Đức Phật thuyết nhất. Rồi cái việc là như thầy nói là không có bây giờ là tưởng tượng là các Đức Phật thay thế Đức Thích Ca Mâu Ni thì nhưng mà không hiểu sao khi mà con tham dự diễn đàn thì rất nhiều người phản đối thì thầy giải thích cái hiện tượng như thế nào. À, cái hiện tượng mà nhiều người phản đối là tại vì người ta cố chấp đẩy, người ta thường thường nói thầy là ma tiếc, con hiểu không? Chứ người ta không ngờ ma tiếc đúng quá, lý luận được không nào? Không có lý luận nào được thì cứ nói ma thôi. Thế thì sau này cái tương lai thì sáng tác của thầy triển khai lại thì liệu có nhiều người ủng hộ và theo không thầy? Thầy nói là thực sự ra thì thầy cũng không muốn nói về tương lai, nhưng mà các con thấy nè cái bước đi của thầy nó sẽ lần lượt nó sẽ mở các lớp học bát chánh đạo, nó xây dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo, nó có cái lớp học hẳn hoi rồi. Nhưng thầy thấy là chỉ có nhà nước ủng hộ là được. Thế khi mà thầy gợi ý này á, những người mà có quyền này kia trong tỉnh á, thì người ta nói mình muốn mở lớp gì đi nữa đó thì phải xuyên qua bộ giáo dục. Thưa thầy là con thì con rất là tâm đắc với cái câu kỳ vọng của thầy. Nhưng mà con có cảm giác là cách thầy đang truyền đạo thì liệu nó có kỳ vọng. Khi mà con biết chắc là thầy sẽ biết được những cái phản ứng bây giờ đúng không? Thế thì như con bây giờ quan điểm của con về ví dụ như bố mẹ con cúng bái, con cũng nói rất nhiều nhưng mà cũng có một sự tranh luận. Thì nên sao con phát hiện ra điều là thực ra thì trong đạo Phật là dạy là mình không chấp vào đúng sai đúng không? Vì là căn cơ của mỗi người, duyên phận của mỗi người khác nhau thì cái suy nghĩ khác nhau, và đạo Phật đã bơn con được cái chất đấy để dạy con người ra là chỉ có chuyện và ác hành hợp lý không hợp lý. Thì thế này liệu là ví dụ như bây giờ như cái con đã được thầy cho phát thanh rồi, nhưng mà với những cái hiện tượng như thế con coi nó là một cái vấn đề về văn hóa có được tín ngưỡng văn hóa, có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình yêu thích một cái làn điệu cải lương là tuồng ấy thì mình nhìn nhận dưới góc độ là văn hóa thì có được này. Thì chấp nhận được coi như là trên văn hóa thôi. Nhưng mà mình là cái người Việt Nam của mình khăn hai thằng tư nền văn hóa nó văn minh đừng có lạc hậu. Hiểu vậy là được rồi. Cái nó thuộc về văn hóa hết.
nó là mình chấp nhận văn hóa, nhưng mà nếu như mà nó mà không thiện thì mình sẽ phản đối. Mình có quan điểm của mình, nhưng mà mình chấp nhận nó là văn hóa và tín ngưỡng. Cho nên khi giờ người ta tức là mọi người người ta hành động nào thì mình thấy nằm ở trên đó thì xuyên thấy đó là nhiều quá. Tại vì con hỏi như này vì là con biết là sẽ rất nhiều ý âm. Thì ví dụ như sau này đối với cư sĩ mà bản thân con khi mà con đọc sách này con có một cái tâm nguyện là con sẽ giúp cho nhiều người cùng nắm được cái pháp đấy. Vì khi con ứng dụng lời của thầy dạy thì không những công việc của con tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, hay có vợ con bổ thiện thì là cái điều con nói là con khẳng định là đúng. Rồi bạn bè rất là tốt thì con nghĩ là cái nhưng mà khi mà ví dụ nói là tôi theo pháp thầy Thích Công Đạt thì rất nhiều người phản đối, đấy thì cái đấy cũng là cái khó. Đấy thì về sau nghĩ là nếu như mà nếu ai hỏi con là theo thầy nào thì con nói là con theo Phật Thích Ca Mâu Ni thì có được đúng không? Bởi vì là ví dụ như có thể là thầy hôm nay giảng đúng nhưng một ngày nào đấy cái người tiếp theo của thầy lại giảng sai, thì nếu như mà cứ như thế thì nếu như theo một vị thầy nào đấy đều cũng tốt hơn vậy. Ví dụ như trong thời điểm này thầy Thích Công Đạt triển khai như thế này, thế nhưng mà cái người thầy cao nhất của mình là Phật Thích Ca Mâu Ni thì cứ lấy Phật Thích Ca Mâu Ni là làm vị thầy ai hỏi vị thì không ai mà như thế là cũng không, nhưng mà con sợ như thế thì có hỗn láo với thầy không ạ? Không, không. Bởi vì thầy dạy cũng như Đức Phật Thích Ca chứ thầy có dạy khác đâu. Cho nên con nói ở đây tôi học theo pháp của Đức Phật Thích Ca thì không ai dám phản đối còn gì hết, chứ mà con nói là thầy Công Lạc thì có dạy. Trong cái thời này thì người ta sẽ phản đối, nhưng mà cái thời sau thì người ta không phản đối. Bởi vì những sách vở, những điều mà thầy viết hợp lý quá, khoa học quá rồi, không có sai nữa rồi. Con đọc một cái quyển lời phần gốc lại của một giáo sư người khác thì ông ấy cũng nói rất đúng là, nhưng mà vì ông ấy nói khéo hơn thầy một tí nên là đúng phản đối. Ông nói như này này, có nghĩa là ông nói là như này, theo như văn bản Pali gốc dạy thì Đức Phật thuyết là vô ngã, thế nhưng có rất nhiều các nhà thông thái cố tình đem cái sự có ngã vào lời dạy của Phật. Thì cái việc là chúng ta chưa khẳng định là có ngã hay vô ngã, thế nhưng mà cố tình nói sai Đức Phật là không được. Đấy, thì đó là cái khéo léo. Cho nên vì vậy mà cái giới bình dân đọc tới cái chương này khó hiểu quá. Nhưng mà gặp thầy nói giới bình dân dễ hiểu hết. Mấy ông nói sai. Bởi vì thầy nói rất là bình dân. Nhưng mà con thì con tin là những lời thầy dạy sẽ chắc chắn là giới trí thức thì lại nhận biết được. Bởi vì với những người có khả năng đọc hiểu tốt, phân tích thì sẽ nhìn nhận ra cái tín là mê tín. Tin là nói chung là thầy viết ra thì mục đích đó thầy không có tha thứ bất cứ một cái người nào hết rồi, thầy cứ nó mạnh rồi. Thì cũng chính vì cái việc thầy viết như thế nên con biết này, chứ nếu mà thầy mà cứ nhẹ nhàng như các thầy khác thì con cũng chắc là con điểm đọc đấy mà được biết từ đấy, thì cũng không nghĩ là cũng là một cái duyên mà chắc là thầy cũng sẽ có cái sự tính toán hết rồi, con nghĩ là như thế. đương nhiên là thầy viết sách thầy phải tính toán chứ sao, cái thời điểm của thầy nè, thầy viết bây giờ đó phải nói như thế nào, cho nên vì vậy mà thay vì dùng một cái danh từ cho nó nhẹ chút nước ngoài không, thầy dùng Trung Quốc. Ảnh hưởng tư tưởng của Trung Quốc như thế này đây là sai, người Việt Nam chúng ta không chịu ảnh hưởng này đó ha, vì vậy á để Trung Quốc như vậy nghe nó nhiều quá. Thế này là nếu như còn là thầy trong thời gian tới thầy có thể viết được một cuốn sách mà nó bao hàm tất cả những cái hay của thầy nhưng mà trong một cuốn mà nó đơn giản, trong cư sĩ vậy. Tại vì tôi thấy con đọc của thầy là con phải tìm hiểu khá là nhiều sách, nhiều quá, mà với cái khả năng ví dụ như cư sĩ như con là không cảm thấy bị quá tải, thì liệu thầy có thể viết được một cuốn thành nhiều cư sĩ này, thành nhiều cư sĩ, nhưng mà nó vẫn đủ cái tầm hiểu biết để người ta có thể triển khai cái nếu như người ta muốn tìm hiểu sâu. Bây giờ thì có một số người họ cũng gợi ý trên vấn đề đó, họ đọc sách của thầy rồi, bây giờ đó họ viết lại để tóm lược cho cái người cư sĩ phải thấy cái pháp của người cư sĩ như thế nào bằng đọc sách mỏng thôi. Nhưng mà thầy nói viết gì viết phải đưa cho thầy duyệt, chứ còn không đưa ra không được. Đưa ra theo cái hiểu của mình á, nhiều khi nó lệch mấy con. Thế nhưng cái này viết thì để viết thì cố cái đấy phải như có nghĩa là các tu sĩ thì không có vấn đề gì, nhưng mà với cư sĩ như bọn con là bị thiệt thòi nếu như mà thầy mấy con muốn viết không? Dạ. Ở đây bây giờ mấy con muốn viết cái mà có thể gần gũi nhất với mấy con để mấy con viết cái từ thì đây mới viết chứ mấy con chấp nhận nhà người tự. Con cũng xin
nói ý nữa là con sợ là các anh chị em đây hiểu lầm con cái chuyện là như thế. Thì nãy thầy nói thầy giống như một người thầy, giống như một người anh trong gia đình, thế thì là con cũng trao đổi với thầy cũng khá là nhiều khi là bởi vì con gặp rất nhiều sư mọi người sợ lắm, nói chung là gặp vị sư tăng là kinh lắm, nhưng mà con cũng rất là muốn là khi mà trao đổi với thầy giống như một người trong gia đình. Ừ, đúng vậy, thầy rất cởi mở khi mà trao đổi với thầy như là một người em, một người con cháu ở trong gia đình. À, mình nói nó thật cũng có gì đâu, cái đó là hay nhất đó con. Qua cái lời nói mình trao đổi nhau, đó là thật, cái tình cảm thật. Mình hiểu gì nói đấy, để mình tìm hiểu. Thầy là một người cha có hiểu biết trên con đường này, dạy lại cho các con, các cháu mình chứ sao. Rầy ra mấy con cũng như con cháu của thầy chứ không có ai mà xa lạ đâu. Cho nên mấy con càng nói chuyện với thầy càng gần gũi thầy, càng thấy cái tình của thầy trò mình nó gần với nhau. Cũng như mà tình cha con nói chuyện, nhiều khi mấy con còn sợ ông cha, mấy con còn hơn thầy. Bởi ông cha này hay rầy hay nạt nổ quá, không dám nói chuyện với ông. Còn thầy thì không có nạt đâu. À, thầy lắng nghe được cái tâm tư con, thì tìm cách thì cỡ mở thì con hiểu được, thì giúp cho con thanh thản được cái tâm hồn. Thích cái thầy vậy, bởi vì thầy đã nói thương mấy con là phải thương thật, chứ không phải là thương con cho roi cho giọt ở đâu. Con tìm hiểu giữa so sánh giữa pháp của thầy dạy thiền tâm lặng với lại thiền tông, rồi là những pháp tông hay là những bên ngoại cảnh của nó, thì con có cảm giác là bản chất sâu xa của pháp của thầy là cái chuyện ly dục ly pháp, đúng không? Nên là khi nếu như mà mình ly dục được, mình tăng trưởng được thiện pháp, và mình có nghĩa là mình chặn được tận gốc nữa này, thì là nó cái kết quả của thiền định nó sẽ là cái kết quả của thầy đó. Khi nó được đầu tư thì ý nó sẽ không lăng xăng, thì nó không còn tiếp nhận thông tin, đúng không? Thì ý nó sẽ không còn lăng xăng nữa này, đúng rồi. Thì có nghĩa là thầy đi vào cái góc đấy, thế còn cái thiền còn lại là dùng các biện pháp để họ ức chế cái vọng vọng tưởng. Thì khi mà họ ức chế vọng tưởng, họ vô tình là ức chế ý thức nữa. Thì nó cái đường nó sẽ hoạt động, không hoạt động. Nó sai cái vậy thì cũng có nghĩa là bản chất là đi dục đi pháp, tăng trưởng pháp. Nó vô, nó khi mình đi vô thiền định, giới một cách tự nhiên để ly dục cái áo pháp. Khi ly dục cái áo pháp được, lúc nào thì cái tâm thiền của mình nó được. Thành ra nó tự nhiên á, thì nó tu như người chơi vậy, không có gì hết. Không có ràng rịch, không có bỏ. À, mấy con ngồi trên ghế vậy, chơi của mình, mấy con ngồi cách nào cũng được. Hẹn bắt mấy con ngồi kiếp dào, ngồi kia gò bó thân, đau, ráng một giờ, ráng một giờ. Rồi trời ơi, cái chuyện này không có được, ở đây tu thiền không có chịu đau. Đi tìm cái sự giải thoát thì không có gò bó thân tâm được, chúng ta thích nào. Dạ, bức thư này thế thì có nghĩa là con đang cố gắng tập hợp thông tin để con đưa lên web của con đấy. Nghĩa là ví dụ như là để mà nhận biết một người tu chứng được đấy, nghĩa là ngoài thế giới luật thì con không cách nào để nhận biết người tu chứng được, nếu mà ngoài thế giới luật. À, con sẽ thấy họ làm chủ bệnh, họ bao giờ chứng thức. Họ làm chủ bệnh, rồi họ làm chủ cái tâm của họ, cái sống là họ, thấy ai nói gì họ giận, từ họ buồn thì đó là làm chủ tâm. Họ làm chủ bệnh rất dễ, họ có bệnh không biết bác sĩ họ thấy mà đau mà như họ không đau đủ gì đó. Đó, mình nhận qua những cái này là thấy cái chuyện. Con bây giờ muốn biết người tu chứng con ở gần trong vòng tháng biết, à, ở gần tháng biết. Ông ta không bao giờ mình có thể dẫn hồn phiền não người nào, đó là người tu chứng. Còn người tu chứng tháng là loại mặt ra hết, không? Rồi bắt đầu bây giờ trong cái thời gian một tháng hoặc là hai tháng ba tháng con gần thấy ông ta bệnh đau cái gì đó, họ đi thuốc cũng đi bác sĩ cũng đi hết mà siêu bệnh hết, biết là chữa bệnh. Nhưng mà khi mà đọc trong cái kinh pháp bảo đàm thì lục tổ phải năm khi mình chết thì cũng như thế. À, lục tổ coi như là đâu có ai được tự chết tự tại, và bây giờ đến để lại nhục thân thì liệu đấy có phải là cũng là làm chủ bệnh hay không? À, không phải đâu con. Bởi vì nói chung là người ta viết ở trong pháp bảo đàm ca ngợi cái thiền của vị thế đấy, chứ cái thiền đó không thể nào làm chủ được cái chết này. Nhưng mà ông chết á, họ để lại nhục thân là ông nhặt chứ không như đi xuống được, không như đi xuống.
mình nhập, tức là nhập vô cái định tưởng rồi, không phải cái thiền định của Phật. Cho nên nó không đúng rồi. Cho nên con thấy Phật có để nghiệp thân đâu, mà tổ thì để đó. Do đó chết rồi mà còn tham gia. Không, thầy nói để lại nghiệp thân là cái người tham gia đó. Còn muốn lưu lại cho người ta đánh lễ mà. Cái chuyện đó là, cho nên thầy ra ngoài chùa đậu thì thấy hai cái nghiệp thân của mình. Thầy chỉ nghe mấy ông còn danh chứng cái gì, ông giỏi là nó nhập không vô viên sứ tưởng, ông để lại nghiệp thân chứ không làm gì. Như vậy là hai thiền sư đấy là vẫn đang phải trong không vô viên sứ. Bởi vì là nếu như mà thoát ra khỏi không vô viên sứ thì thân kia là tiếp tục cái sau này. Mà không vô viên sứ nhập đó nó có một thời hạn, thời gian nó để xuất ra, tự nó xuất ra rồi nó tiếp tục tác sinh. Khó chứ không đây. Nó phải đi vào cái con đường của đạo Phật để nhập tứ thánh định, từ sơ thiền đến tứ thiền. Chỉ có tứ thiền mới tịnh chỉ hơi thở mà làm chủ được sự sáng suốt, còn hoàn toàn cái kia là dạ, nên nếu như mà con nghĩ là nếu như mà về thần thông thì sao? Chứ chẳng hạn như là mỗi người tu chứng thì vấn đề thần thông thì con nghĩ là ví dụ như chẳng hạn như là pháp của thầy bây giờ rất là khó để mà truyền đạt cho nhiều người, bởi vì họ còn có chất rất nặng những cái cũ về cái vấn đề. Thế nhưng ví dụ như thầy biểu diễn một cái thần thông thì nó còn mời VTV1 để quay. Thì con nghĩ là chắc chắn là có nghĩa là cái ích lợi nó cũng nhiều đấy, có nghĩa là đúng là thầy hiểu về cái vấn đề là thầy bị danh có thể, nhưng mà con nghĩ là chắc chắn là cũng vô cùng nhiều người nhiều người sẽ được hưởng được cái pháp của thầy. Và nhưng mà nhiều người không cầu giải thoát lại cầu cái chuyện thầy thần thông với ca mới chết đó. Họ nhắm vào cái chỗ thần thông. Không, có nghĩa là con tập ý con nói là nó là phương tiện thì có được không? Nếu mà phương tiện thì có được. Phương tiện là như thế này nè, thầy xem cái người này phải dùng cái phương tiện đó độ họ thì phải dùng. Chứ còn mà dùng cả láng coi như là thầy khoe thầy rồi. Không có được. Thầy dùng phương tiện thì thầy bay ở lại đấy, xong rồi con dùng marketing với lại kia. Ông kia đảm bảo ông quen rất đông. Thôi, cái kiểu đó là thôi. Họ bắt đầu, số này họ bắt đầu lại để quỳ lại thầy. Cái chuyện đó không có được, không gì được. Nhưng mà ở trong cái số người này bây giờ nó còn dính mắc cái gì mà thầy biết có cái duyên với thầy. Cho nên vì vậy đó, bắt đầu thầy đưa vào, con còn dính mắt cái chỗ này, con muốn biết thầy thì hiện thành pháp cho con, thầy phá tan cái chỗ thành thần thông này, phải giải thoát đâu, để thầy làm cho con, thầy đập liền cái chỗ thần thông đó. Không, ý con nói là phương tiện thôi, phương tiện thôi. Thầy chắc phương tiện mà đổ. Không phải là mình thể hiện hay là mình tham gia, mà như con nghĩ là cái phương tiện, bởi vì thực ra con người bây giờ họ rất cần một cái gì đấy nó khác thường. Nhưng mà như cái phương tiện này thì làm được không? Duyên lập một người duyên lập hai cái duyên của sự sinh duyên là nói là tùy duyên là thế nhỉ, tùy duyên nói về tùy duyên của người mình thấy tiền là đỏ tại vì họ có cái duyên, còn không họ mới dám dám một cái điều đó đâu, họ cấm những cái ở đó hay là cái tiền thành không biết làm cái chuyện đó nó không phải là một người tu chứng làm được, mà cái người ngoại đạo họ liền tưởng họ làm cũng vẫn được. Con thấy niệm chú hồi quá nó cầu dầm đó. Ngài là ma a xô đó, liền cái thằng chú đó, đọc cái thằng chú đó, cái hiển cái cầu dầm đó. Kinh quá. Nhưng mà lẹ cao ý chứ làm gì. Còn nói danh đó. Nói mấy ông lạc ma, nghĩa là danh lắm chứ là tu dễ chớ mà còn danh nữa. Làm sao mà mình tu, làm sao mà mai danh là tích đó. Rồi mình dùng cái đôi mắt trí tuệ của mình quan sát cái người mình tu, mà người đó sẽ tu thì mình làm nó mất mình. Thì nói thầy là tìm cái người mà có duyên để độ, để mà chứng đạo, nó không phải là nhiều. Dạ, bây giờ những học trò của thầy lứa từ đầu đến bây giờ như nào, kết quả nào vậy? Thầy nói trong 10 ngón tay này đếm đếm hết rồi, không hết đếm hết 10 ngón tay, nghĩa là cái người mà có thể mà tu chín mà tự hiểu. Nhưng mà có kết quả, có kết quả bởi vì giữ tâm bất cả. Bây giờ ví dụ như cái tâm bất động,
thay vì nó 10 phần thì họ đạt được 5 phần. Họ có cái lực. Con thấy con biết phải cái bác cái trăn trở về đấy lắm. Con nên con trở ba cái thằng chỉ đâu, ba cái rất trăn trở cái chuyện là không có người tu mà này thì được như lời thầy dạy. Thì con nghĩ là như vậy là nhiều lắm. Nếu là như thế là quá nhiều đấy. Bởi vậy cho nên thầy nói nó đủ duyên ở ngoài đó, mà đủ duyên thì ở trong này có người đặt chứng thì đưa được. Mà cái người đó họ cũng biết rồi. Họ có tay lên ngực thì họ dừng tệ, nhìn họ biết là cái duyên họ đó họ đi tới đó họ được. Con là Tân Hiền, con có những câu hỏi xin cô hỏi thầy. Tại vì chúng con là những cái thư ký của nhiều gia viên nào rồi, con cũng có